Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trương Vân Nam. Ngày hôm nay là một ngày đẻ lành tháng tốt, thì Trương Vân Nam rất là vui mừng khi được giao chiếc xe cực kỳ đặc biệt cho một vị khách hàng cũng rất đặc biệt, đó là chị Hoài Phùng. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hết chương trình nhé. Em chị Hoài. Vâng ạ, hôm nay rất là vui mừng khi đón chị đến nhận xe. Đây ạ, xe của chị đây ạ. Chị Hoài ơi, hôm nay bên em có bó hoa để chúc mừng chị nhân ngày chị nhận xe ạ. Cảm ơn em. Rồi, xin cảm ơn các anh chị ạ. Em xin giới thiệu với chị Hoài, hôm nay trong cái buổi tiệc giao xe ngày hôm nay thì bên em có bạn Hoàng là chuyên gia sản phẩm. Vâng ạ. Có bạn Liêm là bên phía cố vấn dịch vụ ạ. Về sau những chiếc xe của mình mà có vấn đề gì thì anh chị có thể gọi trực tiếp cho em, hoặc là gọi cho các bạn về chuyên gia sản phẩm, hoặc là về cố vấn dịch vụ. Dạ vâng ạ. Đấy, có bạn Giang ở bên bộ phận chăm sóc khách hàng ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Hy vọng là sẽ được cái dịch vụ chăm sóc tốt. Hôm nay là ngày đặc biệt của chị, là ngày nhận xe, thì chị có cảm nghĩ gì về em và đại lý bên em không ạ? Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với mình khi nhận cái con GLS 450 thì mình thấy được là sự chăm sóc của bạn Trương Vân Nam, chăm sóc khách hàng rất là nhiệt tình. Cảm ơn, mình sẽ tiếp tục ủng hộ Mercedes Haxaco. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ.